Bình cha si là ni pa na ti ba ta ve ma nai si ka ba la sa ma li ya ni a di na na ve ma nai si ka ba la sa ma li ya ni ka ne su ma cha cha la ve ma nai si ka ba la Samariyami Nishawadam Veramani Sikshavadam Samariyami Surame Rayamat Japanathana Veramani Sikshavadam Samariyami Dhammadasanaya Chanogatha Tham chánh lo đà di đà ni sa ba ni ca tam cha ni an di wa ra ran an ya cha tha san ti ma sa ta ra pa ra cha ca cha ti ta de je tu tham ma an u la ma vi ma pa cha sa tham ma ve ni na ya ran cha ca ya Si tàn chà bàn thàng An phi thàm mà chà bàn thàng A khô ta yàn tò Chà tu sạc chà chà nàn thàng Bác bồ thà hay dê Bà rì xà yà mát dê Ê vang Sa hà bà tê Bác mà Thà vè vàn thàng A yà chà thà đùn đùn Mà vè lê nà Thàng bút tô Chà lù lê Na thi va sa ya pa na Buddha ya pa de na Vila da yam pa to na to Bạn cha va ya ya da yo Ngay ye a mang Bà ye si tham ma to A to pa pa mu te sa sa hu to A no ma tham ma de sa na Ma kha va sa ni de se si Sattanam Adhasitnakam Tenasatu Ayyo
Bạn kê kê sê lũ thầm mã đề sa nam sa bà hi tha pa ra lu sa ya an u ka ba vê tha ba vê. Nam mô Bụt Tha ya, Nam mô Tham ma ya, Nam mô Sang ca ya. Tập đại học viên học lớp vi diệu pháp cơ bản, xin căn nguyện thân khẩu ý thành tâm tri ân sâu sắc đến quý chư tăng thầy tổ, các vị trưởng lão đáng tôn kính còn tại thế hay đã quá vãng, đã có công truyền bá và giảng dạy giáo pháp. Chúng tôi chư thiện nghiệp phát sinh từ nhân lành gây dựng các lớp học và giảng dạy giáo pháp sẽ mang lại quả sức khỏe, sự an vui và mọi thành tựu viên mãn cả đời lãnh đạo cho thầy giảng đạo. Bạn tổ chức lớp học xin cảm ơn sự có mặt không có buổi và tinh thần học pháp nghiêm túc tha thiết kiên định của các bạn hội tâm lực. Xin hoan hỷ với sự tham gia của các sư huynh, sư kỹ ở các phương khác, luôn nỗ lực tinh tấn học tập của các vị là sự sách tấn cho tất cả các bạn trong lớp. Cầu mong cho phước quý thanh tịnh từ việc học pháp nghe pháp sẽ mang lại quả an lạc vượt thoát phường não, không bị đọa vào bốn đường ác đạo và sự thành tựu chánh trị cho tất cả lớp học. Kính thưa thầy, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 16 tháng 8 năm 2020, là buổi học thứ 90 của lớp vi diệu pháp cơ bản. Các nghi thức trước khi vào lớp đã xong, kính mời thầy hoan hỷ lên lớp. Xin chúc cho các bạn có thêm một buổi học thật nhiều chánh niệm và lợi lạc. Nam mô Bụt Tha ya, Nam mô Tham ma ya, Nam mô Sang ca ya. Rồi, xin chào tất cả quý vị. À, nghe rõ không ạ? Alo. Rõ ha. Ok, chào tất. Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục học về phần lộ sắc. Thì trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau chắp tay đảnh lễ Tam Bảo Tam Tắc. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ ativādhemi svakkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno bhagavato savakasangho sanghaṃ namāmi sammā sambuddhaṃ atulaṃ sasattham mahanuttamaṃ Aphiwadiyapasisang Aphithammatasakahan. Tôi xin thành kính lãnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội tăng chúng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Tha ya, Nam mô Tham ma ya, Nam mô Sang ca ya. Rồi, trước khi vào buổi học chính thức, mời Triều Boss bài Bali của cái lộ sắc này. Mời tất cả quý vị quan hệ lên cùng nhau đọc. Rồi, xin xuống mic nhiều cho được. Chào thầy, xin chào cả lớp. Bao phút xin tập quản. Rồi, rồi em. Sự khởi sanh của các sắc pháp. Tiếp theo, rūpavattikkhammo, sự khởi sanh của các sắc pháp, lộ trình diễn tiến của sắc. Sabba nipanne ta ni rūpa nikkhamma loke yat haraham anuna nipavattiyam uppalasanti patisantiyam pana samseda jana jeva appa patikanam ca cakkhuso ta khana jivaha kaya pa vavattu dasaka sankhara nisatta dasaka nipa tu sawanti
Ukkhatas Vatsena Omakha Vatsena Pana Chakuso Vatkana Vavadasaka Nikada Chipina Lapanti Tatma Te Sang Vatsena Kala Pampani Quê Đích Tắc Bà. Tất cả các sắc pháp ấy đều có trong đời sống ở dục giới, tùy trường hợp không thiếu sót. Nhưng đối với những chúng sanh thuộc loại thập sanh và quá sanh, vào lúc người thọ thai có tối đa là 7 thập pháp, tức 18, tức 10 thành phần: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tánh nam hay tánh nữ và ý căn. Tối thiểu đôi khi không có 10 thành phần mắt, tai, mũi và tánh nam hay nữ. Do vậy cần phải hiểu các chúng sanh kia như là không có các tổng hợp sắc ấy. Gấp phá xê giác phá sắc phà nằm phá ngá cà giác phà phá quát thú đá sắc cá sẵn khà tà ní kì đá sắc cà ní phà rú phá hoàng tí tất hà tí và quá đã xa gặp các đà chi na lập bàn đi ta bồ ba rằng ta quan tiếp cà lệ ta mề na chắc cú đa xa cà đi ní cha và tu pha hoàn tiếp đối với hạn thai sanh vào lúc tái sanh có ba thập pháp, ba nhóm mười, mười thành phần thân, mười thành phần tánh nam hay tánh nữ và ý căn. Tuy nhiên đôi khi không có mười thành phần tánh nam hay nữ khởi sanh từ lúc được thọ thai, và vì sao trong đời sống dần dần mười thành phần mắt dần dần từng tự khởi sanh. Xin chào thầy, xin chào các lớp. Chúng ta xin đọc bài tiếp theo. Bích chê văn Phá tí sàn thân U bà đà Giác cà má Sa mút thà na Đu ti giá chích tăng Tam U bà đà Giá chích Ta sa mút thà na Hi tí cà La Mu bà đà Gia ú tú sa mút thà na Ô cha Phá ra năng Ú bà đà Gia à hà Ra sa mút thà na cha Chí chất Tu sa mút thà na rù bá Cá là Bá sàn ta ta tí Cà ma lô kề đi ba chà là quý giá ná đi trồ tồ quý giá chá già quá tà chú căng áp hốc chìm năng ba quát tá tí. Như vậy các sắc pháp được tạo nên theo bốn phương cách: do nghiệp từ lúc được thọ thai, do tâm từ chập tư tưởng thứ nhì, do hiện tượng thời tiết vào giai đoạn trụ, do vật thực từ khi tinh chất dinh dưỡng được phân hóa và liên tục chảy trôi không gián đoạn trong dục giới cho đến lúc chết, như một ngọn đèn hay dòng suối. Má ra ná cà lề ba ná chú tí chích tồ ba rí sát ta ra sa má chích ta sát thí tí cà lần u bà đà giá tham mát chá rù bà ní ná úp bách tràn tí bu ghề ta rằng úp bà nà ní cha cầm mát chá rù bà ní chú tí chích ta sa má cà lam mề quá bá quá chú tòa ní bút chàng tí
Tato Parang Chittacha A Racharu Pancha Bok Chit Chati Tato Parang Utu Samutha Naru Ba Parang Ba Ra Ya Quamata Kale Parasan Kha Ta Ba Quat Tàn Tí. Nhưng vào lúc lâm chung, chập tư tưởng thứ 17 tiến ngược lại từ chập tử tâm, bắt đầu ở giai đoạn trụ, sắc pháp do nghiệp tạo không còn sanh thể nữa. Các sắc pháp đã khởi sanh trước đó tồn tại, cho đến chập tử tâm rồi chấm dứt. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính lễ Thầy Kinh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc tiếp đoạn 3 ạ. Ích chê hoàng ma ta sát tà nàng bu na đề hoa pha hoàn ta rề ba ti sàn thình u bà đà gia ta thà rù bằng ba hoa ta ti. Tiếp theo là các sắc pháp do tâm tạo và các sắc pháp do vật thực tạo cũng chấm dứt. Sau đó có sự tồn tại của những sắc pháp do những biến đổi vật lý trong cái được gọi là sắc chết. Như vậy, đối với người chết, các sắc pháp khởi sanh trở lại cùng một thế ấy trong kiếp sống kế đó, ngay vào lúc được thọ thai, từ thức tái sanh. Rù ba lồ kề ba na kà na triều hà kà gia phà qua đa ca kà qua đa sắc kà ni cha à hà ra cha ca là bà ni cha na la phàn tị tas mà tề sằng ba ti sằng thi cà lệ chắc khu sổ ta quát thu qua sề na tì ni đa sắc kà ni triều Vitanakwaka nicha tichataro kammasamutha nakka lapa bhavatiyang chitto tusamutha na chalapphanti. Trong cảnh sắc giới, 10 thành phần mũi, lưỡi, thân, tánh nam hay tánh nữ và những sắc pháp do vật thực tạo không sanh khởi, như vậy với những chúng sanh ấy, vào lúc tái sanh, có 4 sắc pháp sanh khởi do nghiệp tạo. 3 thập pháp là 10 thành phần mắt, tai và ý căn, và 9 thành phần mạng căn. Trong kiếp sống, những sắc pháp do tâm và những biến đổi vật lý tạo khởi pháp. A sành nha sát tà nàng ba na chắc khu sổ ta quát thu sát đà ni bi na la phàn tị ta thà sắp bà ni bi chít ta cha rù bà ni tas mà tề sằng ba ti sằng thi cà lề chỉ quy ta na wa ca mề wa ba wa ti dành cha sát đa quách chi tằng u tu sa mút thà na rù bằng atirik chati. Nhưng đối với những chúng sanh vô tưởng, không có mắt, tai, ý căn và tiếng khởi sanh, cùng thế ấy, những sắc pháp do tâm tạo không sanh khởi. Như vậy, vào lúc tái sanh chỉ có 9 thành phần mạng căn khởi sanh. Trong khoảng thời gian của đời sống, các sắc pháp do những biến đổi vật lý tạo tiếp tục ngoại trừ tiếng. À, dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con xin xuống mic. Cảm ơn Đông Triều đã bớt bài. Dạ xin mời vị kế tiếp ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sa Kha. Dạ, con xin chào thầy Kinh cùng cả lớp. Dạ, con xin đọc bài ạ. Dạ, đoạn 4. Ichche vang kamarupa sanni sankhate suti su thane supati santhi pavati vasena duvitha ru bapavati vedittappa. Như vậy, trong ba cảnh dục giới, sắc giới và vô tưởng, asanna, tiến trình sắc pháp phải được hiểu rằng, hiểu bằng hai phương cách, bằng thức tái sanh, lúc tái sanh và trong đời sống. Atthavisati kame suhoti tevisarubisu sat tara se vat san ni nang arube natthi kin chipi saddo vikaro charata mananan cho papati yang nalapanti parate tunakin chipi natlapati Ayametha Rupa Pavati Kamo. Trong dục giới có 28 sắc pháp, trong sắc giới có 23 trừ 3 tỷ thiệt thân và 2 sắc tính. Trong cảnh giới vô tưởng Asanya Plane có 17 trừ 5 nhãn nhĩ thiệt thân thinh, hai sắc tánh, hai ý vật, sắc mạng quyền, hư không. Nhưng trong cảnh vô sắc giới thì không có sắc pháp nào khởi sanh vào lúc tái sanh, tiếng biến đổi, hoại diệt và vô thường không sanh khởi. Trong kiếp sống không có gì là không có, nơi đây là phương cách mà các sắc pháp khởi sanh. Dạ, con đã đọc xong, xin mời vị kế tiếp ạ. Cảm ơn anh Đông Triều đã báo bài. Alo. Dạ, yes.
nói Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính chào thầy kinh và con xin kính chào cả lớp. Dạ anh Tuấn ơi, không biết anh Tuấn có nghe được âm thanh không ạ? Dạ từ nãy giờ không có râm, không có nghe được anh nói gì hết á. Dạ vậy con xin phép được đọc bài trước ạ. Rupapavattikamu, sự khởi sanh của các sắc pháp, lộ trình diễn tiến của sắc. Sappanipanetani rupanikamaloke yatharahang anuna nipavattiyan upalavanti patisanthiyan panasangse dacchananche vaopapa tika nàng cha chắc khu sổ ta khà na triều hà cà giá quách thú đá xá cá sành khà tà ní sát tá đá xá cà ní bà túp phá hoàng tí út cách tháo quá xề ná ồ má cá quá xề ná bá ná chắc khu sổ ta khà ná phà quá nẹ và quá à ni ca đà chi bi na la phạn tí tas ma tề sàng quá dề na ca là pa hà ni quỳ đi tấp bà. Tất cả các sắc pháp ấy đều có trong đời sống ở dục giới tùy trường hợp không thiếu sót, nhưng đối với những chúng sanh thuộc loại thấp sanh và hóa sanh vào lúc được thọ thai có tối đa là 7 thập pháp, tức 10 thành phần mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tánh nam hay tánh nữ và ý căn. Tối thiểu đôi khi không có 10 thành phần mắt, tai, mũi và tánh nam hay nữ. Do vậy cần phải hiểu các chúng sanh kia như là không có các tổng hợp sắc ấy.
gấp phát xê giá ca sách tà nằng bá nó cà giá phà quá quách thu đá sát ca sành khà tà ní tì ní đá sát cà ní bá túp phá hoành tí tá thà bí phà quá đá sát cần cá đà chi na lá phá tí tá tù bá rằng bá quách tí cà lề cá mề ná chắc khu đá sát cà đi ní chá bá túp phá hoành tí. Đối với hạng thai sanh, vào lúc tái sanh có ba thập pháp, ba nhóm mười, mười thành phần thân, mười thành phần tánh nam hay tánh nữ và ý căn. Tuy nhiên đôi khi không có mười thành phần tánh nam hay nữ khởi sanh. Từ lúc được thọ thai và về sau trong đời sống, dần dần mười thành phần mắt, vân vân, tuần tự khởi sanh. Chề quần bá tí sành thiền u bà đà giá cầm Masamut thà nà đu tí giá chích tầm u bà đà giá chích tá sa mút thà nà thi tí cà lầm u bà đà giá u tú sa mút thà nà ô trà phá ra nặng u bà đà giá à hà ra sa mút thà nà chà tí chá tú sa mút thà nà rù bá ca là bá sành tá tí cà ma lù kề đi ba trà là quý gia na đi sô tô quý gia cha già quách tà du cần a phốt trình nàng ba quách tá tí. Như vậy các sắc pháp được tạo nên theo bốn phương cách: do nghiệp từ lúc được thọ thai, do tâm từ chập tư tưởng thứ nhì, do hiện tượng thời tiết vào giai đoạn trụ, do vật thực từ khi tinh chất dinh dưỡng được phân hóa và liên tục chảy trôi không gián đoạn trong dục giới cho đến lúc chết, như một ngọn đèn hay như một dòng suối. Dạ chắc xong rồi phải không Đông Triều? À còn nữa. Maranaka le panachuti chitto parisattara samachit tasathitika lang upadaya kam macharupa nina up bát trần tí bù rề ta rằng úc bà nà ni chá cầm ma chá rù bà ni chú tí chít ta sa má cà la mê quá bá quát tí tòa ni rú trần tí ta tù bá rằng chít ta trà hà ra chá rù bành chá quát chít chá tí ta tù bá rằng ú tú sa mút thà na rù bá bá rằm para ya wamatakale para sankhata pawattanti. Nhưng vào lúc lâm chung, từ chập tư tưởng thứ 17 đếm ngược lại, từ chập tự tâm bắt đầu ở giai đoạn trụ, sắc pháp do nghiệp tạo không còn sanh khởi nữa. Các sắc pháp đã khởi sanh trước đó tồn tại cho đến chập tự tâm rồi chấm dứt. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Dạ cảm ơn Đông Triều đã post bài. Dạ con xin phép được xuống mic. Con kính dâng mic này cho lớp ạ. Nam mô Bát Tha nhá, Nam mô Tham Ma nhá, Nam mô Sa Ca nhá. Rồi quý vị nghe rõ không? Alo. Nghe rõ ha? Ok, thì giặt máy thì Tuấn bị gì rồi? mua cái net của Trung Quốc vậy. Net Trung Quốc. Tuấn nghe không? Alo, Tuấn có nghe không? Đúng rồi, vẫn có nghe không?
Hebrew thì chắc lâu nghe rồi. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta đi vào bài học. Nhưng mà trước khi học tiếp á, mời một vị nào đó lên đọc lại cái bài cũ mình vừa học thì rồi á, đọc cho tới cái phần học xong tuần rồi, để chúng ta có sự nối tiếp liên tục ha. Rồi ai tình nguyện lên đọc đây, giờ lại coi ai tình nguyện lên đọc bài, đọc cái bài gì tuần rồi học á, lên trình bày lại cái bài tuần rồi học. Ai giơ tay? Xem rượu đang chạy. Rồi, mời cho Nguyễn nha. Nam mô Bố Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ thưa con kính chào thầy kinh, con xin kính chào cả lớp. Dạ cảm ơn cô Kim Dung, con biết tín hiệu. Dạ, dạ cảm ơn Đông Triều. Dạ con xin phép con đọc lại bài tuần rồi, có sai con nhờ thầy sửa giùm con ạ. Sự diễn tiến liên tục của sắc còn gọi là lộ sắc. Sắc hiện hữu trong các cõi gồm có cõi dục giới, tất cả sắc đều có mặt, cõi sắc giới. Không có ba sắc thần kinh tỷ, thiệt, thân và hai sắc tính. Cõi vô sắc, không có sắc nào. Hạng loại chúng sanh khi thọ thai. Thấp sanh và hóa sanh thì tối đa có 7 nhóm, gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, sắc tính, sắc ý căn. Tối thiểu thì đôi khi không có mắt, tai, mũi và sắc tính. Đối với hạng thai sanh và noãn sanh thì có 3 nhóm, gồm có thân, sắc tính và sắc ý căn. Đôi khi không có sắc tính nam. Đôi khi không có sắc tính là nam nữ. Trong lúc được thọ thai và về sau, trong đời sống sẽ phát triển dần dần 10 thành phần mắt, tai, mũi, lưỡi tuần tự sanh khởi. Lộ sắc diễn tiến chậm hơn lộ tâm 17 lần. Phân loại sự diễn tiến của sắc gồm có 9 cách. Gồm có 1. Thời tái tục. 2. Thời thụ thai 1 tuần lễ. 3. Thời thụ thai tuần thứ 2, 2 tuần. 4. Thời thụ thai tuần thứ 11. 5. Thời năm sắc thần kinh sanh đủ. 6. Thời nhập thiền diệt. 7. Thời xả thiền diệt. 8. Thời tử ngũ môn. 9. Thời tử ý môn. Thời tục sanh nhóm sắc nghiệp gồm có 3 nhóm. 1. Nhóm thần kinh thân. 10. Gồm có 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền và sắc thần kinh thân. 2. Nhóm sắc tính có 10, gồm có 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền và sắc tính. 3. Nhóm sắc ý vật gồm có 8 sắc bất ly, sắc mạng quyền, sắc ý vật. Cả 3 nhóm 10 cùng sanh trong thời điểm tâm tái tục tại tiểu sát na sanh. Sát na tâm có 3 sát na tiểu, thì mỗi sát na tiểu có 3 nhóm sắc. 17 sát na đại bằng 3 sát na tiểu nhân 17 là bằng 51. 51 nhân cho 3 nhóm 1 là bằng 153 nhóm sắc. Hoặc mỗi sát na tiểu có 3 nhóm. Sát na đại có 3 nhân 3 bằng 9 nhóm sắc sanh khởi. Thì 17 sát na đại nhân cho 9 nhóm bằng 153 nhóm sắc. Thời sanh, sát na tâm tục sinh có 3 nhóm, nhân 9 nhóm. Sát na cuối cùng gồm có 3 nhóm, nhân cho 3 là bằng 9 nhóm. Thời trụ, từ sát na thứ 2 sau sát tâm tục sinh
đến trước sắc bằng 102, nhờ tạo ra ba sắc na đại bằng 51 nhóm. Như vậy, sau khi thụ thai một tuần, sắc nghiệp có 4 nhóm là sắc thần kinh thần. Alo, hết nghe rồi, alo. Chắc là tới xuống hả? Mời ai lên đọc tiếp cái từ ba thời tiếp tục coi. Cô Dung đọc được không? Cô Dung lên được không? Rồi, mời cô Dung đọc tiếp từ đức của Châu Nguyễn ha. Đọc tiếp cho nó cho cái bài tới phần cuối. Rồi, rồi. Dạ alo alo ạ. Dạ alo. Dạ không biết đạo tràng có nghe. Dạ dạ cảm ơn thầy ạ. Dạ ba thời của sắc pháp đó là thời sanh, trụ, diệt, hay là còn gọi là có bốn thời là sanh, tiến, dị, diệt. Thì thời tiến và dị gom lại thành trụ cũng có nghĩa là sanh, trụ, diệt. Thời sanh của sắc pháp là sắc na thứ nhất, là tâm tục sanh, có ba nhóm sắc và ba sắc na tiểu bằng 3 × 3 bằng 9 nhóm sắc. Thời diệt của sắc pháp là sắc na thứ 17, sắc na cuối cùng, ba sắc na tiểu nhân với ba nhóm sắc là 9 sắc pháp. Thời trụ là thời ở giữa sanh và thời diệt, là từ sắc na thứ 2 đến sắc na tâm tục, đến sát na thứ trước sát na thứ 17, từ sát na thứ 2 đến sát na thứ 16. Có 15 sát na nhân với 3 sát na tiểu nhân với 3 nhóm sắc pháp là 135 nhóm. Phần thứ 2 là thời thụ thai một tuần lễ. Nhóm sắc nghiệp gồm có mạng quyền sanh khởi để gìn giữ đời sống sắc pháp thuộc nhóm 9 sắc, gồm 8 sắc bất ly cộng với sắc mạng quyền. Mỗi sắc nghiệp, mỗi sắc na tiểu tăng lên một nhóm. Một sắc na đại có 3 sắc na tiểu nhân với 17 sắc na đại là có 51 nhóm. Mỗi một sắc na tiểu tăng một nhóm, một sắc na đại có 3 sắc na tiểu, tổng cộng là 51 nhóm sắc mạng quyền. Như vậy, sau khi thụ thai một tuần, sắc nghiệp có 4 nhóm, tức là sắc thần kinh, thân, sắc tính, sắc ý vật và sắc mạng quyền. Tổng cộng, sắc nghiệp tục sanh có 153 nhóm, sắc nghiệp mạng quyền có 51 nhóm, 153 cộng 51 bằng 204 nhóm. Như vậy, ở tuần lễ đầu, sắc pháp sanh được 204 nhóm. Dạ, con ghi đến đó, con có sai, xin sư thầy chỉ giúp ạ. Ê, xa hứa, xa hứa. Đây,
Quý vị học tới đây, quý vị có về có coi có hiểu không ha? Alo, hiểu cho biết nha, hiểu ha? Rồi, ok, hiểu, ok ha. Bây giờ mình đi tiếp ha. Tức là khi mà thụ thai tuần lễ, là mình đã qua thụ thai tuần lễ thứ nhất rồi, là lúc đó sắc mạng quyền nó sanh, sắc mạng quyền sanh khởi. Thì sắc mạng thuộc về nhóm chính sắc là tám sắc bất ly cộng sắc mạng quyền, thì nó tăng lên theo tùy từng mỗi sắc na tiểu, mỗi sắc na tiểu nó tăng nhóm tăng lên tới sắc na đại thứ 17, tức là 351 nhóm sanh. Thì như vậy sắc mạng quyền sanh được 51 nhóm cộng với sắc nghiệp tục sanh 153 nhóm, thì tất cả chúng ta có 204 nhóm, 204 nhóm sắc sanh lúc thụ thai được tuần lễ. Đúng chưa? Rồi nắm được này không? Tức là khi mà thụ thai được tuần lễ là sắc pháp nó lên tới 204 nhóm rồi đó. Rồi tiếp tục. Rồi tới phần số 3. Thời thụ thai vào tuần lễ thứ 2. Mở ngoặc 2 tuần. Mở ngoặc lại. Thời thụ thai vào tuần lễ thứ 2, tức là qua tuần lễ thứ 2. Tức là thụ thai thứ nhất xong, bây giờ mình bước qua cái tuần lễ thứ 2, hoặc có chỗ nó gọi là 2 tuần. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng cái sắc vật thực sanh. Vào tuần lễ thứ 2 sắc vật thực sanh. Tức là lúc này bắt đầu những cái sắc dưỡng tố được sanh khởi do từ cái người mẹ ăn uống vào, thì bắt đầu nó truyền cái sắc dưỡng tố, sắc dưỡng thực nó vào để nuôi cái thai bào trong cái tuần lễ thứ 2. Thì lúc đó sắc dưỡng tố, sắc dưỡng thực nó bắt đầu nó sanh khởi để nó nuôi cái thai nhi đó. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng, mỗi sắc tiểu sanh một nhóm. Mỗi sắc na tiểu sanh một nhóm, tức là mỗi một sắc na tiểu nó sanh một nhóm, là một bọn sắc vật thực sanh một nhóm. Thì trong mỗi sắc na đại thì nó có ba nhóm, thì như vậy 3 nhân cho 7 là bằng 51 nhóm. Thì như vậy gạch đầu dòng, sắc na đại bằng 3 nhân 7 bằng 51 nhóm. Sắc na đại bằng 3 nhân 7 bằng 51 nhóm. Ủa, 3 nhân 17 với lộn, sorry. 17 bằng 51 nhóm. Rồi, như vậy là khi mà tới cái tuần lễ thứ hai thì sắc vật thực nó sanh theo mỗi một sắc na tiểu là cứ một nhóm, thì trong một sắc na đại nó có ba nhóm, sắc na đại nó có ba sắc na, thì ba nhóm là nhân cho 17 sắc na, thì chúng ta nguyên một lộ trình tâm nó sanh khởi thì nó sanh được 51 nhóm, 51 nhóm sắc vật thực bắt đầu nó sanh khởi đi theo để nó nuôi dưỡng cái thai bào đó. Rồi đó là cái tuần lễ thứ hai. Vì nắm được mà, alo. Khi sắc nghiệp sanh rồi nó tới sắc vật thực nó sanh để mà nó nuôi cái sắc nghiệp đó. Nắm được không? Alo. Được không? Alo. Được thì cho qua clip phải không? Rồi tới số 4. Thời thụ thai tuần lễ thứ 11. Thời thụ thai tuần lễ thứ 11. Rồi, tức là sau khi cái tuần lễ thứ hai xong rồi, những sắc pháp nó cứ diễn tiến, nó sanh khởi liên tục, nó chồng chất nhau sanh lên liên tục cho tới khi vào cái tuần lễ thứ 11. Tuần lễ thứ 1 thì nó có sự khác biệt, nó phát sinh khác. Thì xuống dòng, gạch đầu dòng,
bốn nhóm sắc nghiệp sanh. Hai chấm. Bốn nhóm sắc nghiệp sanh. Hai chấm. Rồi, ghi ha. Thần kinh nhãn. Thần kinh nhãn. Thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt. Thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt. Rồi, tức là bước vào tuần lễ thứ 11 thì những cái hệ thống thần kinh mắt, tai, mũi, lưỡi bắt đầu phát sanh. Nhưng mà lúc mà tục sinh á, thì lúc mà sắc nghiệp tục sinh nó chỉ có thần kinh thân. Chỉ có đặc biệt chỉ có một cái thần kinh thân thôi. Nhưng mà khi mà đến tuần lễ thứ 11 bắt đầu có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi này kia, thì những hệ thống thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt nó phát sinh ở vào tuần lễ thứ 11. Tức là bốn cái nhóm sắc nghiệp này nó sanh sau tuần lễ sau cái thần kinh thân 11 tuần. Tức là 11 tuần thụ thai rồi thần kinh mắt, tai, mũi, lưỡi mới bắt đầu phát sinh. Có gì lắm không? Tức là lúc tới thai bào lên tới 11 tuần, 1 tuần á, 1 tuần mấy tháng mà. Một tuần là tháng mấy hả? Bốn tháng mấy? Thì tới tháng mấy là bắt đầu có thần kinh rồi đó. 11 tuần, ở bốn tuần gần 3 tháng nha, 3 tháng. Tức là cái thai bắt đầu cũng khá lớn rồi ha. Bắt đầu cũng hơi, cái bụng hơi tròn tròn lên chút rồi đó. Thì lúc này cái sắc pháp bắt đầu nó mới phát sanh. Lúc đầu nó chỉ là một cái cục thịt nhỏ thôi, nó cục thịt nhỏ xíu thôi, nó có hệ thống thần kinh về thuộc về thân. Thì từ từ nó phát triển lần đến tuần lễ thứ 11 rồi đó, thì bắt đầu có mắt, có mũi, có lưỡi, có bắt đầu tay chân lú ra. Thì lúc này tới tuần lễ thứ 11 này cái thần kinh nhãn nó phát sanh. Lúc này bắt đầu có thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ phát sanh, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt phát sanh. Tức là bốn cái sắc nghiệp này do nghiệp tạo trong quá khứ, nghiệp trong quá khứ tạo nó cho sanh vào tuần lễ thứ 11 của đời sống hiện tại, của đời sống mới đó. Thì như vậy bốn nhóm sắc nghiệp này nó sanh. Chúng ta thấy là chỉ trong tới tuần gần ba tháng thì nó phát sanh những hệ thống này, tức là những hệ thống cơ năng để mà hoạt động đó. Rồi xuống dòng sát na tiểu là 4 nhân cho 3 bằng 12. Sắc na tiểu 2 chấm. Là 4 nhóm sắc nghiệp đó nhân cho 3 sắc na tiểu là bằng 12 nhóm. Tức là mỗi sắc na tiểu nó có 4 nhóm này sanh, nhân cho 3 sắc na tiểu là một sắc na đại đó, tức là 12 nhóm nó sanh ngay một sắc na tâm. Một cái sắc na tâm nó có 3 sắc na tiểu. Thì như vậy bốn nhóm sắc nghiệp này, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, nhãn nhĩ tỷ thiệt, nó sanh là có 12 nhóm tất cả nó sanh ngay trong một sắc na tâm. Tức là sắc na tiểu có 3 sắc na tiểu ta nhân cho 4 cái nhóm sắc nghiệp này, thì chúng ta có được 12 cái nhóm sắc thần kinh nhãn nhĩ tỷ thiệt. Đúng chưa? Rồi giờ cái sắc na đại. Sắc na đại thì lấy 12 nhân cho 17 sắc na. 17 sắc na đại ha, là 12 cái sắc na tiểu của ta đó nhân cho 17. Thì chúng ta có 204 nhóm sắc. Là 17 sắc nó lại đó, có được 204 nhóm sắc. Thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt. Chúng
chưa? Tức là sắc na tiểu có 12 nè, rồi sắc na đại có 17 sắc na, thì mình nhân với là 12 cái sắc na tiểu đó, thì mình có được 204 nhóm, 204 nhóm sắc lúc thụ thai tuần lễ, thì khá nhiều ha, bắt đầu sắc pháp bắt đầu tăng trưởng. Rồi như vậy xuống dòng sắc nghiệp tổng số 2 chấm, hồi nãy là 204 ha, giờ cộng 204 nữa thì mình có được 408 nhóm sắc nghiệp tổng số 2 chấm. 204 cộng 204 bằng 408. Lúc mà tuần lễ thứ nhất là mình có được 204 nhóm ha. Rồi giờ lên tới tuần lễ thứ 11 nó thêm có được 204 nữa. Thì như vậy sắc nghiệp tổng số là có được 408 nhóm. 408 nhóm. Đúng rồi đó, đều ghi rõ đó. Rồi, ok. Quý vị nắm hơn được không? Alo, cho biết đây. Tới đây bắt đầu hơi rắc rối rồi nha. Được không? Rồi, được ha. Được ha, thông qua ha, đi tiếp ha. Rồi như vậy là khi mình một bé thai nhi thọ thai được tuần lễ thứ 11 thì sắc nghiệp phát sanh được 408 nhóm, có đầy đủ thần kinh nhãn nhĩ tỷ thiệt thân đầy đủ ha, sắc tính đầy đủ, sắc ý vật cũng có đầy đủ, thì như vậy sắc pháp lên tới 408 nhóm. Được chưa? Rồi xuống dòng tới số 5. Thời năm sắc thần kinh sanh đủ hai chấm, thời năm sắc thần kinh sanh đủ tức là khi vào cái thời này, tức là năm cái sắc thần kinh nó đã sanh đầy đủ ha, tức là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân đã xuất hiện đầy đủ trên một cái thai bào, trong một cái thai nhi ở tuần lễ thứ 11 là những hệ thống thần kinh bắt đầu có đầy đủ, mắt tai mũi lưỡi thân đầy đủ ha. Thì như vậy khi mà năm cái sắc thần kinh này sanh đủ đó, thì xuống dòng gạch đầu dòng một cái dùm, ngũ song thức phát khởi bất kỳ lúc nào, ngũ song thức phát khởi bất kỳ lúc nào. Ngũ song thức phát khởi bất kỳ lúc nào. Thì chúng ta thấy rằng khi mà đã có hệ thống thần kinh đầy đủ, tức là hệ thống là để mà nắm bắt cảnh đã có đầy đủ, thì lúc này ngũ song thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, bất thiện và thiện, kêu là ngũ song thức, là 10 cái thức rồi đó, là cặp đôi thức rồi đó, nó sẽ phát khởi bất kỳ lúc nào khi mà có đối tượng đó. Ví dụ như có cảnh sắc đến thì thần nhãn thức sanh, có âm thanh tới thì nhĩ thức sanh, có mùi thì tỷ thức sanh, có vị thì thiệt thức sanh, có sự xúc chạm thì thân thức bắt sanh. Thì như vậy ngũ song thức phát khởi bất kỳ lúc nào. Thì như vậy như chúng ta học trong kỳ tới, nếu có được đủ giờ lúc thời gian sau, chúng ta sẽ học về thầm nhị dương duyên, mình sẽ thấy cái này rất là rõ ràng, tức là do vô minh là hành mới duyên thức, tức là thức lúc này đó là lúc nào ngủ xong thức rồi mới duyên thức, là thức tục sinh đó, rồi nó duyên qua danh sắc, danh sắc mới duyên lục nhập, tức là năm cái thần kinh nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ế, năm lục nhập nó mới duyên xúc, thì lúc đó chúng ta thấy bắt đầu là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc mà phát sinh. Thì lúc đó là ngủ song thức phát sanh bất kỳ lúc nào. Thì khi ngủ song thức, đúng rồi, nó nằm trong lò ngủ đó. Ngủ song thức phát sanh bất kỳ lúc nào ha. Lúc đó ví dụ như là cảnh sắc phát sanh thì bắt đầu lộ ngũ môn thuộc về lộ nhãn môn,
phát sanh. Mình học về lộ tâm mình sẽ biết thêm ha. Rồi nắm được chưa? Cũng sẽ thức phát sanh ha. Rồi xuống dòng đánh cái qua thị đầu dòng một cái này, nhấn mạnh đầu dòng một cái. Đâu mất rồi, ông MC đâu mất đi rồi. Rồi đánh qua thị đầu dòng cái. Được chưa? Chuẩn bị viết nha. Khi ngủ xong thức phát sanh. Khi ngủ xong thức phát sanh thì sắc tâm phải bớt đi một nhóm. Thì sắc tâm phải bớt đi một nhóm. Phải. Khi ngủ xong thức phát sanh thì sắc tâm phải bớt đi một nhóm. Vì ngủ xong thức không sanh sắc tâm. Vì ngủ xong thức không sanh sắc tâm. Chấm. Rồi. Bởi vì khi mà cái ngủ xong thức nó sanh, chẳng hạn như nhãn thức nó sanh, thì người ta cho biết là cái ngủ xong thức này nó là một cái loại tâm mà nó không có tạo ra sắc. À, tâm này nó không có tạo ra sắc. Và là khi mà sanh ngủ xong thức nó yếu, nó không có đủ sức để nó tạo ra sắc pháp. Cho nên khi một trong ngủ xong thức này nó sanh, thì mà không tính sắc tâm, phải bỏ đi một nhóm. Đó là lúc mà cái lộ tâm nó sanh khởi, thì sắc tâm chỗ cái nhãn thức này nó không có sắc. Thì bỏ đi một cái nhóm sắc cho đó, mất đi một nhóm đó. Vì ngủ xong thức không có sanh được sắc do tâm tạo. À, quý vị hiểu cái này không ạ? Hello. Hiểu rồi ha? Tức là ngủ xong thức nó không sanh sắc pháp được, nó yếu nó không có sanh được sắc. À, cho nên lúc đó là cái chỉ có tâm sanh thôi, sắc chỗ cái sắc nào đó nó không sanh. À, sắc nào ngủ xong thức nó không sanh. À, nên phải bỏ cái gì đó không tính. À, cho nên phải bỏ, không tính tới cái sắc pháp cho đó. Rồi, nắm được không? Alo, quý vị khác nó Tuấn đã mất tiêu, nãy giờ không thấy nó nói năng gì đó nghe được không biết nữa. Giang Nhật Hà hiểu không? Alo. Cô Hà vô sao hiểu không? Được ha? Rồi. Tức là bây giờ khi mà chúng ta đi vào tới cái thời giai đoạn cái tuần lễ thứ 11 thì những cái hệ thống thần kinh bắt đầu nó sanh khởi đầy đủ hết, nó hiện hữu. Có là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đầy đủ. À, khi nó những hệ thống thần kinh này nó sanh đủ thì nó sẽ phát sanh ngũ trong thức, tức là những cái cặp đôi thức, nhãn thức, nhĩ thức, vị thức, tiểu thức sanh bất kỳ lúc nào. Nó sanh khởi để nó tiếp nhận cảnh, để nó bắt cảnh. À, thì như vậy khi nó sanh như vậy đó thì cái tâm mà sắc na của ngũ trong thức nó sanh khởi, nó sanh lên rồi nó diệt liền. Bởi vì do nó chỉ có một sắc na trong lộ tâm thôi. Bên vì nó yếu quá nó không tạo được sắc pháp. À, và chính vì như vậy thì sắc na tâm nó sanh lên nó không có sắc, nên là không tính cho đó, phải bỏ bớt đi một nhóm sắc, không có tính cho đó, không tính cho sắc na đó bị khuyết chỗ nào. À, thì như vậy năm thời sắc thần kinh sanh đủ, và chúng ta được hiểu là có những cái sự đặc biệt là như vậy. Rồi đó là chúng ta học tới cái phần thứ năm là năm sắc thần kinh sanh đủ. Điều sao cái là tới xuống rồi. Chưa? Điều vô lại chưa? Nghe chưa? Nghe rồi không? Rồi tới số 6. Thời nhập thiền diệt. Thời nhập thiền diệt. Tức là tới cái phần kia là tục sanh xong đó, rồi trong cái đời sống bình thường nó phát sanh, nó phát triển đủ thứ loại, những cái sắc pháp nó sanh khởi liên tục ha. À, nó làm phát triển cho cái cơ thể ha. Rồi giờ ta nhảy qua giai đoạn khác là về thời nhập thiền diệt. À, tức là khi một vị thánh A-la-hàm hay là bậc thánh A-la-hán mà nhập vô thiền diệt thì vấn đề nó sẽ phát sanh như vậy. Gạch đầu dòng. Sao hai sát na phi tưởng phi phi tưởng,
sao hai sắc ma phi tưởng phi phi tưởng. Sao hai sắc ma phi tưởng phi phi tưởng. Vị thánh nhập thiền diệt thọ tưởng định. Vị thánh nhập thiền diệt thọ tưởng định. Không có tâm. Vị thánh nhập thiền diệt thọ tưởng định. Không có tâm. À, tức là khi mà một vị thánh là nhập vô thiền phi tưởng xứ á, nhập vô lộ tâm về thiền đó, thiền phi tưởng phi tưởng xứ đó, sau hai sát na rồi cái bắt đầu nhập vô diệt thọ tưởng định, là lúc đó dòng tâm thức cắt đứt ngang liền. À, dòng tâm thức là chấm dứt không sanh nữa, tạm thời đó nha, tức là tạm thời lúc đó là không có tâm. À, vậy đó, có thân ngồi thiền, nhập thiền đó là có thân ngồi đó thôi, nhưng mà tâm không sanh. À, cho tâm không sanh cho tới một cái thời gian nào đó. À, thì tùy theo cái nguyện lực của họ, thí dụ như 7 ngày họ ngồi yên bất động 7 ngày không có tâm. À, lúc đó người ta nói là giống như một vị thánh là hướng là niết bàn tạm thời trong cái đời sống. À, cho nên lúc này khi mình nhập vô cái phi tưởng phi tưởng đắc, nhập vô đắc thiền phi tưởng phi tưởng xứ. À, rồi lúc đó hai lộ hai sắc na tâm cuối cùng xong cái ngưng dòng tâm luôn, dòng tâm thức ngưng. À, thì trường hợp này là trường hợp là đặc biệt, chỉ có bậc thánh A La Hán mà có thiền và bậc thánh A La Hán mới có thể làm được điều này, ngoài ra không ai làm được hết. À, đó là cái đặc biệt là hướng được trạng thái niết bàn là lúc đó tâm không sanh nữa. À, đó là cái thời nhập thiền diệt. À, sau hai sắc na phi tưởng phi tưởng. À, quý vị nắm ý nghĩa chỗ cái câu này chưa? Alo. Không mà nói vậy nó không giống được, tại vì ta vẫn còn có đời sống nó chỉ tạm thời lúc đó thôi, đang nhập vô nước bàn, còn cái kia là vô tưởng là không có tâm luôn. À, rồi vậy là cái sắc pháp của nó còn này, những hệ thần kinh nó có đầy đủ, người vô tưởng này, đâu có thần kinh, bậc này là bậc thánh mà. À, bậc thánh ta ngồi giống như mình vậy này, giờ nếu mình đắc thánh thì mình nhập vô nó khác cái người kia, chứ cái kia là với lại cũng đóng thịt đâu có giống nhau được. Rồi ha, à, đừng nắm được ý này ha. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng. Sắc tâm bắt đầu giảm bớt từng nhóm. Xuống dòng, gạch đầu dòng. Sắc tâm bắt đầu giảm bớt từng nhóm. À, tức là khi mà người này nhập vô diệt thọ tưởng định thì không có tâm thì sắc nó đâu có sanh được. Thì sắc là nó bị nó bị mất, nó bị giống như bị biến, bị hủy hoại đi ha. À, do không có tâm thì sắc tâm nó diệt nó giảm cho tới khi nào vậy đấy có tâm trở lại thôi. À, thì như vậy xuống dòng, gạch đầu dòng. Qua thời gian 17 sắc na tâm, qua thời gian 17 sắc na tâm, phải sắc tâm hoàn toàn dứt tuyệt không dư sót. Sắc tâm hoàn toàn dứt tuyệt không dư sót. À, tức là qua 17 sắc na tâm, tức là khi mà người đó nhập vô diệt thọ tưởng định đó, thì cái sắc tâm nó bị giảm cho tới 17 sắc na tâm, thì cái sắc tâm nó ngưng hoàn toàn. À, không còn dư sót. Chỉ đặc biệt người sắc tâm thôi, bởi vì đây là ở trạng thái này là không có tâm. À, sắc do tâm tạo nó chấm dứt tới sắc na thứ 17, nó ngừng hoàn toàn là không còn. Thì như vậy qua thời gian 17 sắc na tâm, sắc tâm hoàn toàn dứt tuyệt. Rồi đó là khi mà một vị thánh nhập vô thiền diệt ha. Rồi bây giờ nắm hết ý nghĩa này không ạ? À? Alo, nắm hết ý nghĩa cho biết đi, rồi đi tiếp số 7. Số 7. Nắm được chưa? Đúng rồi, khi mà ta bắt đầu là tới tiếp số 7 nè, học tiếp. Giờ cái kia nắm được chưa các bạn? Nắm được cái kia chưa các bạn?
khả ok ha. Đông Triều ok không? Châu Nguyễn ok không? Ai không hiểu thì cho biết nha. Rồi đi luôn ha. Rồi tiếp theo liên tục nữa tới số 7. Số 7, thời xã Thiền Diệp. Thời xã Thiền Diệp hai chấm. Thời xã Thiền Diệp, hồi nãy mình nhập ha, giờ xã. À, đây mà xong tức là bắt đầu gì ấy, trả lời bình thường. Vậy thì xuống dòng, gạch đầu dòng. Tâm quả phát sanh. Tâm quả phát sanh, mở ngoặc, A-la-hán, phải A-la-hàm, đóng ngoặc lại. Tâm quả phát sanh, A-la-hán hay là A-la-hàm. À, tức là khi mà xả thiền diệt ra đó, tức là trở lại bình thường thì cái tâm quả sanh khởi đầu tiên, à, tức là tâm quả của một vị A-la-hán sanh khởi, hoặc là tâm quả của một vị A-la-hàm sanh khởi. À, thì như vậy là khi tâm quả sanh là lúc đó bắt đầu tâm nó có trở lại, nó bắt đầu trở lại đời sống, có tâm trở lại. Thì xuống dòng, gạch đầu dòng. Sắc tâm sanh một nhóm. Sắc tâm sanh một nhóm. À, tức là khi tâm quả là trả lại để bắt đầu sắc tâm nó sanh lên được một nhóm, à, một nhóm sắc tâm ha. Rồi xuống dòng sắc na đại hai chấm. 1 × 17 bằng 17 nhóm. 1 × 17 bằng 17 nhóm. Rồi, tức là khi mà xả thì nhiên cái là tâm quả sanh, nó làm cho rẹp cái 17 sắc na tâm là 17 nhóm bắt đầu nó hiện khởi trở lại. Rồi sau đó tiếp tục trả lời bình thường ha, sống lại đời sống bình thường, những sắc pháp nó diễn biến bình thường. À, như vậy là khi mà xả thì nhiên, à, thì nhớ đặc biệt là cái tâm quả nó sanh trước nha, tâm quả nó sanh trước ha. Rồi sau đó mà đi một loạt 17 sắc na tâm. Rồi tiếp đến là số 8, mấy cái này mình học nữa mình biết ha, chứ cũng không có gì mà quan trọng lắm ha. Số 8, thời tử ngũ môn. Thời tử ngũ môn. Tức là khi tử, tức là khi mà ví dụ như một người chết mà chết qua cái cảnh cuối cùng, lộ tâm cuối cùng là lộ tâm lộ ngũ, tức là thấy cảnh sắc hay là nghe âm thanh hay gì đó thì nó thuộc về lộ ngũ môn. Thì khi chết với lộ ngũ môn, tức là thời tử ngũ môn. Thì hiểu thế nào? Tức là tử qua cái một trong năm môn. À, ví dụ như người sắp chết là thấy cảnh thiên đàng ha, hoặc là thấy cảnh sắc gì nó hiện trước mặt ha, hoặc là thấy nghe âm thanh gì đó thì rồi tử, thì là tử ngũ môn. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng. Sắc tâm thiếu một nhóm. Sắc tâm thiếu một nhóm khi có ngũ xong tức sanh. À, nhớ cái gì của thông thức thanh là sanh là tâm không có. Sắc tâm thiếu một nhóm khi có ngũ xong tức sanh, và sắc tâm nó không sanh. Sắc tâm thiếu một nhóm khi có ngũ xong tức sanh. Rồi chứng nhận. Sắc tâm bắt đầu diệt khi sắc nghiệp dứt hẳn. Sắc tâm bắt đầu diệt khi sắc nghiệp dứt hẳn. À, tức là chỗ này khi mà sắc tâm, khi mà sắc nghiệp dứt, tử sắc nghiệp dứt thì sắc tâm nó cũng dứt theo. À, nó mất hết, nó tiêu diệt hết, nó mất theo hết. À, thì như vậy là thời tử ngũ môn cho chúng ta biết là sắc tâm cũng diệt, sắc nghiệp cũng diệt luôn. À, lúc đó là coi như là giảng tuần ha. Rồi tới số 9, thời tử ý môn. Thời tử ý môn. Rồi sắc nghiệp diệt giống tử ngũ môn. Sắc nghiệp diệt giống tử ngũ môn.
tức là sắc nghiệp diệt cũng giống như tử ngũ môn á, thấy mà tử ngũ môn tử thì sao thì nó cũng giống vậy thôi, giống gì khác mà nó khác cái chỗ sắc tâm mà xuống dòng gạch đầu dòng, chỉ khác là sắc tâm không bị giảm trước một nhóm, chỉ khác là sắc tâm không bị giảm trước một nhóm bởi do ngủ song thức, bởi do ngủ song thức. À, tức là tử ý môn, quý vị nhớ là tử ý môn thì nó không có ngủ song thức, do nên nó không có cái tâm ngủ song thức thì nó không có bị giảm trước một nhóm, nó là thuộc ý môn thì nó không bị mất một nhóm như ngủ song thức. Ngủ song thức thì nó sanh cái sắc na lên thì nó mất nhóm sắc pháp đó. Còn tử ý môn thì nó không có bị giảm trước nhóm vậy, nó giống vậy thì cái lộ tâm ý môn cuối cùng nó vẫn có đầy đủ, nó không bị mất. Nó khác cái lộ tâm ngũ môn ha, lộ tâm tử ngũ môn. Rồi xuống dòng gạch đầu dòng, sắc tâm bắt đầu diệt từ khi sắc nghiệp chấm dứt. Từ khi sắc nghiệp chấm dứt trở về sau 17 sắc na thì sắc tâm cũng diệt hẳn. Sắc tâm bắt đầu diệt từ khi sắc nghiệp chấm dứt trở về sau 17 sắc na thì sắc tâm cũng diệt hẳn. Đi kịp không? Sắc tâm bắt đầu diệt từ khi sắc nghiệp chấm dứt trở về sau 17 sắc na thì sắc tâm cũng diệt hẳn. Rồi, để xuống dòng ghi nhận cái đi, ghi nhận hai chấm để copy cái câu này cho có cái tài liệu nghiên cứu. Ghi nhận hai chấm. À, đọc được không? Alo. Đọc được không quý vị? Được ha? Ok, good. Rồi, đây ghi nhận ha. Khi lâm chung, tức là khi mình chết á, khi chết á, thì đến sắc na thứ 17 của tâm, của tử tâm á, tức là cuối cùng là tâm tử. Tức là khi đến sắc na thứ 17 là tử tâm sinh khởi, thì cái lộ trình tâm cuối cùng á, tức là lộ cận tử cuối cùng á, được chấm dứt, được chấm dứt với một trong ba đối tượng ha. Tức là đối tượng do Kama là do nghiệp, Kama Nipita là nghiệp tướng, tức là những cái hình tướng nghe về nghiệp, và thứ ba là thú tướng, tức là cảnh giới. Thú tướng là cảnh giới tái sanh, chẳng hạn như địa ngục hay là thiên đàng hay là cõi trời đó, thì nó sẽ phát sanh một trong ba đối tượng này. Thì cái sự diễn biến của sắc pháp nó sẽ do sắc pháp mà do nghiệp sanh đó, bắt đầu tới đây là nó, khi mà tới cuối cùng là nó đứt, các đứt chấm dứt. Các sắc pháp do nghiệp sanh đến phút cuối cùng được chấm dứt với tử tâm, tức là khi mà chúng ta cái lộ trình tâm của mình tới giờ phút lâm chung là phát sanh một loạt một cái lộ trình tâm cuối cùng kêu là lộ cận tử, thì nó đi tới sắc na cuối cùng là tử, sắc na tử tâm, thì sắc nghiệp của ta đó là cũng chấm dứt luôn, sắc nghiệp chấm dứt luôn rồi sắc tâm và sắc vật thực cũng chấm dứt. Cũng chấm dứt theo, tức là sắc tâm và sắc vật thực cũng chấm dứt, bởi vì sắc lúc đó là tử là hết rồi, là tâm sắc tâm cũng không còn luôn, mà sắc vật thực để nuôi cái thân này nó cũng ngưng luôn, nó chấm dứt, là sắc tâm vật thực cũng chấm dứt theo, chấm dứt luôn nghiệp tâm và vật thực chấm dứt lúc tử, không còn phát sanh nữa, chỉ có sắc thời tiết, tức là sắc âm dương. Đặc biệt chỉ có cái sắc thời tiết nó còn ảnh hưởng, còn hoạt động cho tới khi mà cái thân xác mình bị rã hoàn toàn, cho nên khi chết nằm đó là tâm thời tiết nghiệp tâm và vật thực chấm dứt,
lúc đó, nhưng mà còn cái âm dương, tức là còn cái thời tiết, còn cái sắc âm dương nó giữ cho cái thân, cho nên cũng còn đó. Từ từ hai ngày ba ngày trương phình lên, từ nó rã tan, nó biến vậy. Lúc đó nó trở thành năng lượng, rồi nó trở thành một loại vật chất khác theo kiểu sắc pháp của nó. Thì vậy sắc sắc âm dương hoạt động cho đến khi mà cơ thể mình tan rã hoàn toàn. Thì vậy khi mà tử thì sắc do nghiệp cũng tiêu, sắc do tâm cũng tiêu, sắc do vật thực cũng tiêu tùng, không còn nào hết ngoại trừ sắc thời tiết. Sắc thời tiết còn cho tới khi mà thân xác này tiêu hoại hết thôi, là tan rã hết. Thì như vậy đó là cái lộ trình diễn tiến của sắc pháp cho tới khi chúng ta chấm dứt cái đời sống, đi từ lúc tục sinh đi ra cho đến những trường hợp qua tu tập này cái lũ phát sanh đó. Rồi khi mà tới giờ phút cuối cùng thì mọi thứ đều tan rã, ngoại trừ sắc âm dương còn hoạt động. Rồi, nắm được không? Alo. Giống như này, giống như làm ăn mà bị phá sản nha. Phá sản tới giờ phút cuối cùng phá banh chạnh nha, còn lại được cái quần xà lõn. Rồi, hai có câu hỏi. Rồi, hỏi coi. Dạ, Nam Mô Bích Thầy, dạ, Nam Mô Thầm Mà, dạ, Nam Mô Săn Thầy. Dạ. Dạ, con kính chào Thầy Kinh, con kính chào Đạo Tràng. Dạ, Thầy cho con hỏi, hồi nãy Thầy có giảng là cái tâm tử ở độ ngũ môn hoặc cái lỗi môn, vậy thì do cái duyên nghiệp gì mà chúng sanh phải có khi tử ở lộ ngũ môn mà có khi tử ở lộ ý môn, hay là phải tử từ ngũ môn rồi xong qua ý môn? Cái đó là cái thắc mắc của con. Cái câu thứ hai là chúng sanh có nghiệp tướng, nghiệp thú với lại nghiệp nghiệp dạ con nói lộn ba cái nghiệp tướng thú đó thưa thầy. Cái thì ở một cái người tử thì họ phải trải qua hết, nhìn thấy ba cái nghiệp tướng này hoặc là chỉ một trong ba? Dạ con xin trả mất lời. Đây, xa thứ có si tư ha. Hà này cũng giỏi lắm nha quý vị, học có nắm bắt, có đặt câu hỏi rồi, tức là có sự nhạy bén trong cái vấn đề tư duy, rất là quan hỷ. Xa thứ thì đối với một người lộ tử á, thì có gọi người tử bằng ngũ môn, tức là tử bằng bắt những cảnh nương qua ngũ môn chết rồi mình chết, còn có người thì tử qua cái ý môn. Chứ không phải là ai cũng tử theo hai cách hết, một cách thôi, một là tử ngũ môn, hai tử ý môn, nó tùy theo cái duyên nghiệp của cái đời sống của người đó ha. Mình cũng khó biết được cái vấn đề tử theo ngũ môn hay tử theo ý môn bằng là như thế nào. Nhiều khi mình đâu biết, ngay cả mình cũng biết mình tử theo kiểu gì. Có nhiều khi mình tử mình bằng cách mình do nằm ngủ rồi bị bắt cảnh bên trong là lộ ý thôi, rồi mình tử luôn. Còn có người thì bắt cảnh bên ngoài mới tử. Nó ảnh hưởng tới cái nghiệp trong cái đời sống hiện tại rất là nhiều. Như là nghiệp tướng và thú tướng, là ba cái này là nó dẫn nó quyết định trong cái đời sống cuối cùng. Tức là nghiệp, tức là do cái nghiệp mình làm trong quá khứ. Mình làm, mình tạo, chẳng hạn như giờ mình sát sanh, mình trộm cắp, hay là mình làm những thiện sự công đức gì đó, những cái nghiệp giờ phút đó nó sẽ sanh khởi trong cái lộ cuối cùng, lộ tâm cuối cùng nó sanh khởi. Thì khi nó sanh khởi như vậy, nó rơi vô trong cái lỗ ý môn thì chúng ta tử bằng ý môn. Còn nó hiện ra trước mặt mình đó, thì bắt đầu đó là qua nghiệp tướng. Chẳng hạn như thấy phải dòm thấy con chậu máu, có mấy người sát sanh, mấy người giết heo, cái gì họ phải nhìn thấy chậu máu, họ thấy con dao, họ chết bằng cái lộ ngũ môn. Họ phải chết vậy đó, thấy cảnh đó, họ thấy rồi họ rống, họ hét vậy là họ mới chết. Không biết cái gì có thấy cái này lần nào chưa? Ở dưới quê cũng có nhiều trường hợp vậy xảy ra, những người mà đi giết heo đó, những người giết heo họ phải thấy cái chậu máu, họ đứt khi chết họ không chết được đâu.
họ mới đem chậu áo để, còn dao mổ để, rồi họ mới rống lên, họ chết, chết bằng qua cái lộ ngũ môn vậy đó. Và thấy vậy họ chết được, thì thấy qua lộ ngũ môn là nó xong, họ tử luôn, họ tử là đi địa ngục luôn. Thì đó liền nghiệp, rồi nghiệp tướng là hình tướng đó, là những hình tướng như chậu áo chậu này kia mới thấy được, hoặc là thấy được cái hình ảnh tốt đẹp gì đó họ sẽ chết. Và thú tướng tức là cảnh giới, tức là cảnh giới tái sanh. Bây giờ Phúc Lâm Chung thì sắp tắt thở thì tự nhiên thấy cảnh giới mình tái sanh, chẳng hạn như nếu mà thấy lửa vân 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 là thôi rồi đó, cái lửa là đi xuống địa ngục ha. Và cái cảnh báo trước cho mình biết là nó thuộc về lỗi, hoặc là thấy cảnh trời, thấy cảnh trời tốt đẹp, cảnh trời sáng chói, hoặc là thấy hai bào mẹ sanh và thai bào mẹ, thì cái đó là thuộc về thú tướng. Thì nghiệp, nghiệp tướng hay thú tướng này là một trong ba cái này để phát sanh và chót thôi, chứ không phải lúc ba cái được. Đây là ba cái đối tượng, ba đối tượng diễn tiến ha. Thì nó sẽ phát sanh tùy theo mỗi cái chúng sanh. Có người thì do cái nghiệp làm là nó phát sanh để cho chết, còn có người thì phải thấy qua mắt, phải nghe qua tai này kia mới chết được. Còn có người thì phải thấy cảnh giới sinh tái sanh. Okay, thấy cảnh giới tái sanh này cũng ghê. Nếu giờ chót mà thấy cảnh xấu thì sao rồi, cảnh địa ngục hay ngạ quỷ là mệt xỉu luôn ha. Thành ra chính vì cái chỗ này á, người chết với đất kỳ tử thấy hết nhé, mà một trong ba này sẽ phát hiện. Tại mình thấy vậy chứ nó không có chết đâu, cái tâm mình lẻ lắm, ghê lắm. Ví dụ như một người mình nói bắt đất kỳ tử ha, ví dụ như đang đi xe đụng rầm chết ngắt ha. Mình thấy đụng hoặc là bị bắn á, bây giờ mình nói mấy người bị bắn ấy, móc súng ra nó bắn bùm chết liền, thấy chết tại chỗ nhưng mà đâu có chết. Cái lộ tâm mình nó rồi liên tục cho nó vô lộ cận tử luôn. Thì nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng này một trong ba này nó sẽ phát sanh, nó phát sanh. Và ngay cả những người mà chúng ta thấy là hôn mê bất tỉnh á, những người bị bệnh mà nằm hôn mê coi như sống đời sống dịch thực á, tới giờ phút cuối cùng á cũng phải một trong ba này nó phát sanh thì người đó mới chết được, còn không là không thể chết được. Nó phải đi, phải có những cái gì để nó đưa đi tái sanh, chứ không thể nào mà chết được. Cho nên một trong ba này là nó phải phát sanh. Sanh biết được, chỉ người đó biết thôi chứ mình sao biết. Thành ra có những dính vì cái vấn đề này đó, người ta mới đưa tới cái vấn đề mà tụng niệm cầu siêu á. Tới người sắp chết ta đọc kinh này, tụng này, để cho người đó cái tâm người đó ta nghe được cảnh này, qua cái lộ ngũ môn, nghe được âm thanh của kinh đó. Ví dụ đi lại ta tụng những bài kinh khổ não vô thường á, để cho cái tâm họ nghe được cái này, rồi nó phát sanh cái lộ tử ngũ môn tốt. Nhưng mà kính thưa quý vị, vấn đề này nó cũng ghê lắm nha, chứ không phải nếu mình học quy pháp mà thấy là nó không phải chuyện dẫn. Mặc dù ví dụ giờ một người mà không có giới hạnh á, mà giờ phút chót mà cho đọc kinh á, rồi đọc kinh kia đó bắt đầu họ phạt cảm thấy phát sanh cái dòng tư tưởng hối hận ngăn năn, tâm hối phát sanh. Họ sợ, họ phát sanh, họ bắt đầu tâm họ hối tiếc, họ sợ những tội lỗi mình làm, rồi họ sợ mà tử lúc đó thì coi như là xong game luôn ha. Cho nên cái này là nó cái nào nó cũng có dao hai lưỡi đó, thành ra mình phải biết mình làm như vậy đó. Nó trước khi làm gì đó là nếu người đó còn sống, đâu cái này lẹ lắm, một lỗ tâm nó nhanh lắm, nên đâu có vài phút được, tích tắc là. Nhưng mà trước đó nó sẽ phát sanh những hiện tượng này, hiện tượng kia, rồi để vô vào phút cuối cùng đó. Thì cái lỗ tâm mình một mình cứ tưởng tượng một cái khải móng tay mình hàng tỷ lửa sắc ba tâm sanh khởi, thì trong cái lỗ cận tử nó có 17 sắc na này, hoặc là 16 sắc na này, thì làm sao mà nhanh kinh hồn đó ha. Thật ra bây giờ mình không khéo mình đọc kinh luận niệm họ phát sanh tâm bất thiện cái là thôi rồi luôn. Này nếu mà nó đúng theo pháp này khó lắm, tại ngay cả mình bây giờ mình còn sống rồi, mình thì mình muốn cho cái tâm mình được an, được yên tĩnh, được cho thiện pháp cả vấn đề chứ đâu phải chuyện đùa. Giờ chót yếu xịu tâm mình coi như là thôi thớt ha, tâm mình nó đang thấy thôi thớt. Thành ra giờ phải phải tập từ bây giờ thôi, cái tập từ lúc còn sống còn sức khỏe đầy đủ,
tập thiền quán liên tục, lúc nào cũng phải quan sát về thân về tâm cho nó thành một thói quen, làm cái là thường cận duyên á, nó thành thói quen. Thì khi đến giờ phút lâm chung á, thì cái tâm mình nó có cái chớn này, nó có cái kinh nghiệm vậy đó, thì nó sẽ có thể là nó an trú vô trong cái niệm. Thì hy vọng là mình thoát rồi. Bởi vậy Đức Phật nói khó sanh làm người là cái chỗ ở cái giai đoạn cuối cùng rồi. Những cái nghiệp ác bất thiện pháp nó tràn về thôi, những cái nghiệp á là tham á nó tràn về, khi nó tràn về như vậy đó mà một người không có tu tập thì thôi rồi, làm sao giữ được, rất là khó. Mình học rồi mình thấy dễ sợ, mình thấy và cái sự mà chết không sợ, mà cái sự mà ra đi vì cái chết mới là đáng sợ. Mình thấy cái luân hồi thấy sợ là khủng khiếp, là do đó là cho nên giờ phải tập. Mỗi ngày mình học pháp, mình chịu khó, mình an trú chánh niệm, đi đâu làm gì mình cũng chịu khó, mình tập cho có niệm cho nó quen. Đi đứng nằm ngồi suy nghĩ nói chuyện mình cũng phải có cái ghi nhận cho nó quen quen vậy đó. Thì nó có thể giúp cho mình, để cho mình có được cái vững chắc về cái nền tảng về cái tâm. Chứ thật sự tới giờ phút lâm chung rồi mà kêu cậu này cậu kia thì thôi vô phương. Không phải đâu có chuyện vẫn dễ ăn vậy ha, nếu mà dễ dàng thì thôi ai cũng đâu cần gì tu chi. Giờ chót chưa mấy em sư tới tụng Kusala Tham Ma, Kusala Tham Ma này không tụng hay là quý vị về cõi trời á phải ra nó đơn giản thì mình nghĩ được. Ở như mà, những tay mà là ăn chơi thì kia là giờ chót mà kêu lại tụng, mướn thầy về tụng liên tục 3 ngày kia là cũng vậy thôi, tốn tiền không làm được gì. Rồi như vậy là chúng ta đã tới đây rồi, ghi cái phần chót, ghi chú hai chấm, phần chót cuối cùng là cho nó xong. Ghi chú hai chấm. Sắc nghiệp tục sanh, khởi sanh. Sắc nghiệp tục sanh khởi sanh, sẽ có sắc âm dương phụ trợ và sắc tâm cũng sanh theo. Sắc nghiệp tục sanh khởi sanh, sẽ có sắc âm dương phụ trợ và sắc tâm cũng sanh theo. Tức là sắc nghiệp khi tục sanh, sắc nghiệp nó sanh thì lúc đó nó sẽ có sắc âm dương theo phụ, sanh theo phụ trợ và sắc tâm nó cũng sanh theo, liên tục ba cái này nó sanh theo. Rồi xuống dòng, sắc nghiệp sanh trước, sắc âm dương sanh sau sắc nghiệp. Sắc nghiệp sanh trước, sắc âm dương sanh sau sắc nghiệp. Sắc tâm sanh sao sắc âm dương. Sắc nghiệp sanh trước, phải sắc âm dương. Sắc âm dương sanh sao sắc nghiệp, phải sắc tâm sanh sao sắc âm dương. Tức là ba cái vấn đề này ha, tức là sắc nghiệp mới sanh ra trước, rồi tiếp theo mới tới sắc âm dương mới sanh. Sanh sao sắc nghiệp, rồi sắc tâm sanh sao sắc âm dương nữa, đi tuần tự ha. Rồi xuống dòng tiếp, nhóm sắc tâm sanh, nhóm sắc tâm sanh tại sát na hậu kiếp. Nhóm sắc tâm sanh tại sát na hậu kiếp thứ nhất sau tâm tục sinh. Nhóm sắc tâm sanh tại sát na hộ kiếp thứ nhất sau tâm tục sinh. Tức là khi mà sát na tâm tục sinh sanh khởi á, thì lúc đó chỉ có sắc nghiệp sanh, sắc nghiệp sanh ngay tâm tục sinh, nhưng mà sắc tâm thì nó sanh sau tâm tục sinh, tức là tục sinh xong tới hộ kiếp, tức là một sát na tâm tục sinh sanh khởi. Khi sắc na tục sinh sanh khởi diệt tâm hộ kiếp bắt đầu sanh, thì sắc na hộ kiếp này thì lúc đó sắc tâm nó sanh tại cái sắc na hộ kiếp,
đầu tiên của cái sau cái tâm sắc na tục sinh. Rồi xuống dòng nhóm sắc âm dương sanh cùng tâm tục sinh nhưng ở tiểu sắc na trụ. Nhóm sắc âm dương sanh cùng tâm tục sinh nhưng ở tiểu sắc na trụ. Rồi, tức là nhóm cái nhóm sắc âm dương á, nó sanh cùng với tâm tục sinh. Như sắc nghiệp á, thì sanh cũng ngay tâm tục sinh, sắc âm dương cũng sanh cùng tâm tục sinh nhưng mà nó sau sắc nghiệp. Bởi vì sắc nghiệp nó sanh ở sắc na tiểu, thuộc về sắc na tiểu, sắc na sanh. Thì sắc na một, sắc na tâm nó có ba là sanh, trụ và diệt. Thì sắc na nghiệp nó sanh ngay cái tiểu sắc na sanh. Còn sắc âm dương nó sanh ngay tiểu sắc na trụ. Vì đây khủng khiếp không? Tức là một cái sắc na tâm nó nhanh tới mức độ nào mà Đức Phật Ngài thấy từng chi tiết một, từng chút. Thì những cái loại sắc nó sanh đi theo như thế nào, thì như vậy sắc âm dương nó sanh sau cái tâm sau cái sắc nghiệp đó, ở ngay tâm tục sinh, chỉ ở tiểu sắc na trụ, tức là nó chậm hơn chút xíu nó tắt rồi. Một sắc na tâm sanh lên rồi sanh trụ diệt đó, thì sắc nghiệp nó sanh ngay tiểu sắc na sanh, sắc âm dương sanh tiểu sắc na trụ, rồi sắc tâm sanh ở sắc na kế tiếp và tâm phụ kiếp. Thì giờ bắt đầu từ đó lần lượt làm rè nó sanh khởi chồng dắt nhau, rồi sắc âm dương trợ này kia nó sanh, nó phụ trợ lẫn nhau cho đến khi tuần lễ thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, như chúng ta đã học đó. Như vậy cứ càng ngày càng lớn dần lên cho đến khi mình già là xong, cái sắc nó bắt đầu hoại từ từ rồi tới vô lộ tử là nó biến mất luôn. Rồi mọi thứ đều chấm dứt, đời sống cho nó chấm dứt, rồi lặp lại như vậy, cứ như vậy lặp đi lại tiếp tục. Đó là cái đời sống của con người chúng ta, để cho dễ hiểu ha. Đó là hôm nay là chúng ta học dứt xong cái phần lộ trình diễn tiến của sắc pháp. Không biết quý vị có nắm được cái quan hỷ hơn bài này không, có được không cho biết để rồi Kim Dung hỏi hậu kỳ mời. Dạ, con thưa thầy, dạ thầy có dạy là mình có 107 cái tâm mà tạo sắc tâm, tức là trừ cái ngũ sông thức và bốn cái quả vô sắc. Thì khi mà mình nói sắc tâm, mình có cần phải phân biệt đó là sắc tâm quả, sắc tâm thiện, sắc tâm của các loại tâm, hay là mình chỉ nói sắc tâm chung chung thôi ạ? Dạ, con xin hỏi thầy như vậy ạ. Dạ, kính cảm ơn. Rồi, dạ. Sắc tâm tức là sắc do tâm tạo chứ không phải là tâm. Để nha, sắc do tâm tạo, để tâm sanh lên nó tạo sắc, tâm sanh lên tạo sắc, bất kỳ loại tâm nào ngoại trừ ngũ sanh thức thôi. Hiểu không? Hiểu cái này không? Tức là sắc pháp đó là vật chất, sắc pháp do tâm tạo chứ nó không phải là tâm. Nó là sắc do tâm tạo ra. Ngoại trừ ngũ sanh thức không có khả năng tạo sắc. Còn tất cả những loại tâm khác nó đều tạo ra được sắc pháp hết. Thì như vậy sắc tâm tức là sắc do tâm tạo chứ không phải là tâm gì, không phải. Nắm được không cho biết đi. Sắc nói chung không phân biệt là sao, tức là hãy tâm sanh khởi thì nó tạo ra sắc, tâm sanh khởi tạo ra sắc thì kêu là sắc do tâm tạo. Nó là vậy thôi, hiểu vậy thôi, nó đơn giản như vậy chứ đâu có gì đâu khó. Chứ nó không phải là tâm, nó là sắc pháp, nó là vật chất. Mà nó được hiện hữu, được sanh khởi là do tâm. Gọi là sắc pháp dùng nhóm, nó tùy theo nhóm thì sắc tâm tạo thì nó có những cái loại sắc do tâm tạo mình học rồi. Là bọn nào, nhóm nào đó, nhóm sắc do tâm tạo là nhóm nào. Nhóm 8 sắc bất ly, rồi thân bữa tri, khẩu bữa tri, rồi sắc đặc biệt gì đó, mấy cái đó. Thì đó những cái sắc do tâm tạo thì nó sanh khởi, nhưng mà nó không phải là tâm nha, nó chỉ là sắc thôi nha. Nó là sắc, mà sắc do tâm chứ không phải sắc do nghiệp, cũng phải sắc do thời tiết, cũng không phải sắc do thực, mà sắc do tâm tạo. Nắm được chưa?
hơi nhức đầu chứ ha. Rồi bây giờ nắm được ha, cho ta lại một cái bông nữa coi, ai quan hỷ nắm lại cho bông để mình kết thúc cái màn này, để muốn mình qua vụ khác. Cái này nhức đầu rồi. Nhân nhất hạ này có bị tẩu quả nhà ma nữa không? Ok. Rồi lại ha, làm lại ha. Rồi về tự coi cho nắm được cái bài. Cái này vi bác mình học xong rồi đó, được giảng vậy là tỉ mỉ lắm đó. Rồi bây giờ về cứ đọc đi đọc lại cho nó nhớ bài nhớ này kia ha. À, cho nó hiểu bài mà đỡ mất công mốt qua rồi không có dạy lại nữa là nó bắt đầu tự mình ha, tự mình chui rèn, tự mình huấn luyện. À, đó là hôm nay chúng ta học được về cái lộ sắc, coi như là những cái phần sắc pháp mà đặc biệt là chúng ta đã thông qua hết ha. Lớp này là đi số 1, là đi hàng đầu, number one. Rồi do phước báo này nguyện cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thái. Rồi xin mời MC lên hồi hướng đóng rụng. Xin mời cả lớp đọc kinh hồi hướng sau khi nghe pháp. Patida naga ya devat santi vinha rava sini kumbha bai kharai bodhi kharai kahin kahin pahama adhanai na pavan dhu jita chota Inang ho tu sukita ho dunya tayo.
Sa-do.